Sự việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ ngày 27 tháng 8 tại một dãy trọ thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là anh Nguyễn Phương Tâm, sinh năm 1996, quê Quảng Ngãi. Thời điểm trên, người em gái của nạn nhân thấy anh trai nằm bất động dưới nền phòng trọ nên lại kiểm tra. Khi lại gần thì tá hỏa thấy nạn nhân đã tử vong. Theo người thân, anh Tâm sống cùng em gái tại phòng trọ nói trên. Hai ngày nay, anh bị sốt nên nằm nghỉ ở phòng trọ. Đến sáng nay thì phát hiện sự việc. Anh Tâm đang làm nhân viên bất động sản cho một công ty trên địa bàn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.